Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video em ơi. Nói chung là nãy giờ Khải đang like, nhưng mà giờ Khải đang có một cái highlight Khải làm cho anh em xem. Lần này thì Khải sẽ tạo một đoạn đường môn theo xe nha anh em. Đầu tiên thì vừa rồi Khải ghép cái nón này nè. Nó ép nón này hết khoảng tầm chục viên thủy tinh thôi. Tốn khoảng kim rưỡi. Kim rưỡi đến 2 kim thôi, không có nhiều lắm. Một kim rưỡi đó. Áo này thì Khải vừa mua 5k dạng, 5k dạng khoảng 4 kim. Rồi, hai lưng này hôm trước hãy mở rương ra thì nó tốn khoảng 7 kim. Hai lưng đường mô. Rồi, giá chiền này Khải cũng mở rương ra tốn hết khoảng hôm đó hết 1 triệu, hết 1 triệu ra được giá chiền này, 15 kim. Và tầm này thì rẻ rồi. Nhưng mà cái giá chiền này nó đẹp quá, không nỡ nào mà chơi set ăn bang nữa, nên Khải cho 5 hành luôn. Rồi, bao tay này mới mua 500 xu là kết đai lưng. À, ngọc bò này mới mua 700 xu để lấy phong thủ 25. Đó. Nhẫn này thì của Khải kháng hỏa sinh lực dòng 1. Nhẫn 500 sinh lực dòng 1. Cái này có thêm thân pháp nữa, đẹp nè. Thân pháp tại vì nó kích được 2 dòng lần. Rồi, đôi giày này vừa mua 1.300 vạn, khoảng 1 kim, khá là rẻ. Rồi, giao dịch qua cho lên đảo, cho anh em xem con đường môn ra sao nha nè. Ok, còn gì thiếu nữa không? Ok. Rồi, chiếu màn hình qua nè, add đường môn cho anh em xem nha. Đúng rồi, dây chuyền mắt ộp. Oh, như là mắt ộp là 24 thì phải. Nghe anh em nói 24 mới mắt. Ok, chỉ mới đường môn nè. Đó, Khải sẽ đi đổi tên con này luôn. Đẩy thằng quỷ cái đánh tao hả mày. Con luôn đau à. Thì cho một con đường môn mình xúc nó nè. Một con đường môn mình xúc nó nè. Rồi. Cho một con đường môn mình xúc nó ngay. Kèm theo xe thôi nè. Chút nữa con long đao Khải chuyển nhìn đâm độc. Khải sẽ phụ con đường môn này full đam luôn. Con long đao Khải chuyển nhìn đâm độc. Đổi cái tên đó nè. Đúng rồi. 24 mắt, 25 mắt. Ủa cái gì vậy? Mà cái ạc này nó đang dính hai ạc nè. Nó quay ạc phụ, quay trước. Ây cha cha, sao sao mật khẩu ta. Anh em mới vô cho Khám một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Anh em mới vô cho Khám một like nha. Đó, ok cho man. Rồi, mặc đồ cho thôi. Thấy điểm tiềm năng. Đồ vô con sâu. Mặc đồ vô con sâu. Áo nè. Ây chà chà. Đang khó, đang khó. Đồ khó luôn, phá khó luôn. Rồi. Mặc đồ vô anh em ơi. Áo nè. Vứt luôn. Dây chuyền nè. Nón nè. Một bòi nè. Đai lưng nè. Giày nè, bao tay nè, đó, một số 75. Thiếu một cái nhẫn, nhẫn thỏ đó, đây, thiếu. Lên được 75.1 không? Ui, what the hell, 75.2, trời ơi. Má nó kích vô cho chiền được rồi. Hình thầy được rồi, gia chiền này kích thì mình kháng cả 20. Cái này 27 nữa. Và Khải tính được điểm phòng thủ rồi nha anh em. Khải tính điểm phòng thủ rồi nha. Hiện tại bây giờ đang dương 58. Khải tính thử bao nhiêu nữa lên được 75.3 nha. 58 phòng thủ nè. Đó. Đang dương 58 nha. Đang dương. Anh em đang tính dương nha anh em. Rồi bắt đầu tính đồ tiếp theo nè. Cộng nè. Ngọc bò 25 nè. Rồi 58 cộng 25. Hiện tại đang là 83. 83 rồi. 83 rồi. Mà cái giá chiên này chưa kích 20. 83 giờ bắt đầu là thêm phòng thủ 20 nữa. Từ kháng cả thì là 103 bằng 103 trừ cho 75. Ôi 28 thiếu 2 điểm nữa thôi nè. 2 điểm nữa thôi thì sẽ lên móc phòng thủ 75.3. Ấy chà chà, được. 75.3 sẽ có mặt nạ đâu. 75.3 sẽ có nha nè, thiếu 2 điểm nữa thôi, thiếu 2 điểm phòng thủ thôi.
Tí nữa Khải sẽ xuống xuống thuyền, xuống đảo, Khải sẽ mang một mặt nạ vô. Khải sẽ mang một mặt nạ vô, sẽ lên 75+3. Ok chưa? 75+3. Rồi. Khăn hở. Khăn hở dòng bộ này, thiếu có nhận khăn hở này. Đó. Ok nè, đi năm hành này nè. Đi năm hành thì lượng kháng băng không được cao cho lắm. Nếu mà gặp người 10 hơi khó đánh nè. Thì không có kháng băng nữa nè. Mang bao tay này rồi kích cái đai lưng này nè. Mang bao tay này kích đai lưng nè. Ok. Rồi. Tại cái nỏ Khải chưa có nỏ nè. Khải đang tiền mà nỏ tóc sát thương Khải chơi nha nè. Không không ổn thì lại đi hóng binh cây đao kia về cái nỏ thôi. Rồi ok mình. Ok nói chung mất cái máu khác được. Áo này thầm mua đánh tạm nè. Tại vì không có áo nào đẹp hơn á. Cái áo này thêm 3% nữa thì móc không lên 3 này 75+3 ngay. Và bây giờ tí nữa Khải xuống đảo Khải mang cái phi phong vào. Cái phi phong vào sẽ lên 75+3 thôi nè. Để Khải thấy tí lại. Đồ bán đồ này, đồ kết đồ may mắn nè. Đồ may mắn nè. Nó tóc 30 rồi. Mà nó tóc 30 thì không có sát thương. Không có sát thương nè. Thương lực tay lên được mang nó lực tay lên được bao nhiêu. Mang nó này lực tay lên được ui chồ, mấy ca này mà. Này, mới tính sơ sơ nè. Thôi thay lại nha. Ép nóng full nữa. Nóng full ở đâu, kích được đâu. Ép nóng full làm gì bị lag này. Khả cho nên hành nên chỉ cần dùng một hở hở thôi. Còn muốn nóng món full thì phải mang gia truyền mọc hay áo mọc thì mới kích được. Đây thổ mà. Tại lại nè. Rồi, tại lại nè. Tình số 10 đi. Đỡ thay ra thì vào đi chăn. Rồi, đi chăn thì phải mang hút nội lực nè. Có cái nào hút nội lực nè. Máu đồng môn, là đồng môn máu khoảng 4 canh 5, tầm này 4 canh 5 là chắc. Ok, 4 canh 6. Theo C mà, tăng chưa. Tôi cần nha, hơi cao rồi. Ôi hơi cao rồi. Bỏ thiên nhẫn nè, làm đồng môn vô. Phải thiên nhiên lại rồi, hồi môn. Bảo vũ. Phi đao, nói chung là full điểm rồi nè, dư đến 62 điểm nè. Không biết làm gì. Bảo vũ này, phi đao nè. Rồi đồng môn ám khí nè. Ám khí nè. Rồi tụ tiễn nè. Chống phái nè. Tụ tiễn nè. Đó. Hết điểm tăng rồi nè. Nói chung là full rồi. Full điểm tăng rồi. Tí rồi cánh năng cũng biết kiếp 12 ít nữa là xong. Rồi. Bạn có nói vô 5k 5k lực tay. Chưa có càng khôn nè. Nếu có càng khôn lực tay 6k mới. Càng khôn kỹ năng 2 cũng có 2 cấp. Tại thiếu càng khôn. Ok. Đấu 3k mới đúng không? Theo xe 4k rưỡi có ngày 10 nữa đấu 7-8k là sấy măng cùng lồng bên kia cho nó khỏe nè. 4k đi. 4k lực tay. Tại thiếu cái nỏ tóc nè mà. Phải sẽ tìm cái nỏ tóc cho nó mới được. K2. Rồi 600 đi. Mới 4K2, 4K3 rồi đấy. Máu càng nhiều càng tốt. Đi theo xe trâu là được. 601 nhỏ lên móc nè. 5K3 5K3. Rồi cánh càng khôn nữa nha nè. Ui dừng 6 điểm rồi. Dừng 1 điểm rồi. 625. Chơi bên xe mới không biết kéo xe. Đánh tổng kiếm ức chế về vô bang. Vô bang thì mới có auto mua kéo xe. Với lại anh em phải học cách kéo xe. Anh em lên kênh YouTube Khải á. Có cái link hướng dẫn cách kéo xe nè. Cách kéo xe bằng kiếm yến nè. Nói chung là anh em vô bang đi. Hiện tại bên ghẹ đang tuyển bang tình nữa nè. Cũng có auto nữa nè. Anh em vào bang tình cái gì lái auto nha. Rồi, theo xe là quấn bánh đường môn nhỏ đang rồi nè. Cùng lông nhỏ đang. Ok vậy, ok chưa. Tầy máu 4K3, quá đẹp. Theo xe như vậy đẹp luôn nè. Và cái này đổ kích độ may mắn nè.
Rồi trong rương dữ trời. Full luôn. Tóc 30. Mình tóc 30 nè. Tóc 30 thì mất được tay. Mất ném mất 1k lực tay nè. Được không? Nó này mang vào mất 1k lực tay luôn. Yeah, có thêm 1k lực tay luôn. Chúng mình khả sẽ tìm một cái nó này mà. Nó này xấu ạ. Không có tóc. Nó này chỉ đánh tông kim thôi. Đã 2 lên 1 đánh tông kim luôn. Còn nó dưới solo này nó mà còn nó có tóc. Đánh nó chắc được. Đó, ok, xuống đáo. Anh em cảm giác khi nào thân pháp cao quá không nè. Nó muốn cái 3 hay là giảm bớt được tay nha. Tại vì mình sẽ cắn càng khôn có tăng được tay rồi. Dùng thêm máu uống tí và dùng điều xe sợ chết nữa ta. Ôi, 5k1 đi. Tại vì khai sẽ cắn càng khôn chắc chắn được tay nó khá là cao nè. Mới được tròn tí cho nó khỏe. 5k1 đi. Tầm 600 là được rồi. 5k1 đi. 5k7. 5k2 đi, 600 rồi. Ủa, 600 đi. 5k2. Đúng rồi. Cho đẹp rồi. Tiếp tục đấu này. Rồi, 4k5 đi. Đúng rồi, theo xe mình nghĩ. Ok, này tăng 64 nè. Đó, 64. Ok rồi đấy. Này 4k3 thấy ít quá. Dư điểm chả biết làm gì. Đặt quả bom lôi. Lấy chón cho xe, cho ban nha. Đọc sát. Đọc sát. Sát thương. Lôi sát, lấy chón nè. Đặt này lấy chón nè. Có thể auto cho đặt chón được nha nè. Phun chón nè. Đó, chón 20. Cho làm chón 20. Cứ vô chó là rụng luôn em. Mình sẽ tăng đi chơi bảo vũ này cần đâu mà tăng. Mang cái nào tóc mà. Mang cái nào hút mà. Rồi xuống đảo 5k2 hợp lý. Ok. Lần này khá lên con đường môn này. Nói chung set đồ này cũng tương đối khá là nhiều tiền. Không rẻ đâu nè. Gia truyền này bèo lắm phải gần 1 triệu nè. Áo này thì mua khoảng 400k. Đại lưng này hiện tại giá thì ở server này với cái đại lưng này thì nó khoảng tầm 600.000. Nói chung còn quay đi còn lại thì cái set đồ này nó cũng tương đương gần 2 triệu một tí nữa. 2 triệu một tí. Rồi, ok. Cho vô xe đậu quấn gửi game rồi. Rồi, ok men chưa. Ôi, máu 8k đẹp chưa này mày. Đẹp không? Máu 8k ồ chưa. Ok chưa. Máu 8k thì xe xấy mấy cùng lồn hơi bị ngon. Cùng lồn rồi đó. Vô người 11. Chào người mười đâu vậy? Người mười vẫn chạy tới rồi. Ok vậy, nói chung là tầm này ok nè. Đường môn này quá ok vậy. Thiếu cũng bị kiếm 120, đường vần này còn ta. Để nó nụng cũng là chùa. Ok. Ui. Nó bỏng cái này mày. Lùn tóc 30, tóc 30 là kháng hỏa hay là được? Không có điểm đóng kỹ mình sẽ lấy đâu mà đúng với bằng lúi rồi, lúi rồi. Lúi. Cho hai cái quần hay đi ta. Anh em nào còn bị kiếm 120 không em? Anh em nào còn bị kiếm 120 không em? Còn một quyển này. Đây đây, nhà bán đây đây. Bán ở nhà này. Ok. Này mới mua hai cuốn 50 vạn mà xe không đủ cánh. Mới tạm con đường môn. Nào đâu, thằng đô bán ngựa này. Chúng cái phôi đao thủy đi. Khi nào ra một chiêu 50 gì đường môn, tiêu là chơi ngon. Đúng rồi anh ơi. Thủy mua nhiêu được anh Quốc? Mà xe bên này không có nè. Anh biết một cái mong đi vòng anh là khó rồi. Anh nhà ơi. Em mới thấy thằng nào bán cái đao có kìa. Đây là đao một cuốn. Mong đi vòng anh là khó rồi. Ngọc mạnh này bé. Áo này bữa trước mua 10 kim mà không có xài. Chắc được ra bán. Bữa trước mua 10 kim. Đáng ông bán tài xếp đồ xong giờ kiếm đồ mất quá. Đây giao dịch cũng được mua rồi nhà này.
Đúng rồi, giống như cái áo mộc em đang ép nè, ép lại giả mà anh bảo nhà set up giùm cái đưa con đường đó mình đã mặc vào mấy lần trời. Sao mất mà? Mặc của mình thì cũng sao á. Tụi nó đau nỏ bán kìa. Ông Quỷ Tùng Anh á, Quỷ Tùng Anh á, đầu xanh. Nói thôi nó cười quá, nó cười quá. Được không anh Cún, 5 vòng. 250 vẻ. Đâu đâu. Lật bóp trên đem bóp cho mày. Nhàn nước mặn rồi tới. Ép đi ép. Đi ép đau hả? Đồ ép hơi bị căng nha. Đưa đây dễ lắm chơi nữa xong lấy hạt được môn đó chơi. Rồi. Không, cô nó đâu nó xử lý thì anh có hạt này cậu. Nên cứ xuống gì. Rồi em mua nè. Tại vì anh đi theo hướng Nam Hành đó. Em mua pho gì anh? Mà mấy cái đồ phí quá. Nó cắt đi. Khải được giá anh em đỡ đỡ. Đây, lái đây nè. Cứ lái đi. Cho cho được. Ít nhiều cũng lấy là vui. Đây nè em nè. Gọi thành cái gì ở đâu đây? Phường Tường Băng người. Ép kháng quả với băng sát thôi, với tóc đánh thôi. Ờ, phòng ơi tối nay có lên không? Có, để nó xíu đó. Lên để thoát ạc. Nè nè, đừng buông đang bắn nè. Khỏi đi tài. Thì có lưu bên... Thổ, đang băng hàng. Không ý là tôi chạy lên đó nhiều khi anh Phong không treo quá. Chế. Được rồi. Thôi vậy. Vậy để ao rạc ra chứ. Đây. À không sao, không sao. Lát lên bãi anh Phong. Nhiều khi thích một người nhưng sợ cô đơn. Đó, bằng xếp đồ như mình hả nè, thấy không? Chiến like này hồi nãy trả nó 5 kim, nó sắp bán rồi. Bằng xếp đồ như mình thôi. Thấy chưa? Sống chưa lạnh. Phục hồi hơi thấp thôi. Trời tí mày, không có nên vội vàng như thế. Đủ bỏ vô không chứ gì đâu mà. Ừ, mà em bỏ vô này nọ đấy chứ. Rồi, ok rồi đấy. Mẹ đi. Má, rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi video anh em ơi. Video này thì Khải sẽ lên con đường môn thôi nè. Anh em xem đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ chơi nè em ơi. Thằng này thì đỡ cánh vàng cũng tại thì kênh này cho nó biết gần mát chưa. Hôm trước có cánh vàng cuốn rồi. Đường môn chỉ cần tại thì kênh rồi nè. Đây, thằng nào còn nữa. Nhớ có vàng cũng tại thì kênh cho nó nút luôn. Anh em cho một like, chia sẻ ủng hộ chơi nè em ơi. Đây, tại thì kênh nào. Dưới này em vứt mấy con, mấy viên tại được kinh nè. Mà không chả làm gì. Mấy đường môn này mát kia. Mới có 1k hả. À, con này thiếu điểm phong độ nữa nè. Thế này cũng mỗi điểm phong độ cánh luôn. Điểm phong độ cánh luôn. 1-4 này. Dụng cho nó mát luôn. Dạng cái up lên thì tăng thêm chân khí rồi nè. Một cuốn ok. Mình sẽ lên 16 cuốn trong đường môn này. 2, 3, 4 nấu cho nó trâu, nấu cho nó khỏe. Nấu cho nó khỏe. Okay. Ê, đấy là chính mình quên cánh kia rồi, cánh ba tay. Ok anh em ơi, ạc này thì khá sẽ chuyển qua ạc chính đi nè. Chuyển qua ạc chính nha.